Chào cả nhà, lâu quá mình chưa có nói chuyện về home loan ha. Thì hy vọng là các bạn, cả nhà, tất cả mọi người đều đã được đón một mùa Giáng sinh, một cái Happy New Year celebration thật là bình an, hạnh phúc và có rất nhiều quality time với lại gia đình của mình ha. Thì hôm nay là cũng gần tới tuần thứ hai của tháng 1 rồi. Thì Melbourne bây giờ đang rất 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 là nhiều cases, và I guess it's across the whole world anyway. So let's not talk about it. Let's just focus on home loan question ha. Thì những cái video trước mà Trish làm, Trish đã nói về full time, Trish đã nói về full time income, đã nói về self employed income, đã nói về security, đã nói về cái percentage mà mình có thể mượn ha, đã nói về thế nào là loan mortgage insurance, thế nào là LMI, làm thế nào mà các bạn có thể lấy được LMI waiver, tùy theo cái nghề mà mình làm, mình đi làm ha. Thì hôm nay để nối tiếp cái series home loan đó, hôm nay mình sẽ nói về guarantor loan ha. Còn sau này Trish sẽ cố gắng để tất cả những cái link của những cái video trước trong một cái post để các bạn có thể theo dõi tất cả những cái information trong home loan bằng episode 1, episode 2. Thì over time các bạn sẽ có một cái sự hiểu in depth về home loan nhiều hơn ha. Ok, thì thế nào là guarantor loan? Guarantor loan á, là sẽ dành cho những bạn mà có 5% deposit thôi, hoặc là có 10% deposit thôi, or in general các bạn có ít hơn 20% deposit của cái purchase price, của cái giá căn nhà mà các bạn muốn mua, của cái giá trị căn nhà mà các bạn đang muốn mua ha. Thì những cái bạn trẻ, những cái đôi bạn trẻ hoặc là những cái bạn single trẻ, nếu như các bạn chỉ có 5-10% deposit mà các bạn cũng không có ở trong cái occupation, ở trong cái nghề mà mình được qualify cho loan mortgage insurance waiver từ nhà băng, thì làm sao để các bạn có thể tránh để đóng cái 5.000, 10.000, 15, 20.000 LMI loan mortgage insurance cost này. Thì có một cái option nữa, đó là guarantor loan. Thì guarantor không phải nhà băng nào cũng có, đa số là các nhà băng lớn, the big four bank, thì họ có cái policy đó để offer cho các bạn ha. Ai có thể làm guarantor? Thì cái definition của guarantor nói chung là sẽ là một người trên 18 tuổi. Đương nhiên là họ phải có cái căn nhà, và cái căn nhà của họ phải có equity để họ đưa ra, họ lấy cái căn nhà đó, họ cầm cái căn nhà đó cho cái số tiền 20 hay là 5% hay là 15% mà bạn không có để đi mua căn nhà cho bạn ha. Nói đơn giản hơn nữa là ví dụ như ba mẹ của bạn đã có một căn nhà họ đang ở, hoặc là có một căn nhà investment mà căn nhà đó có equity. Equity ở đây có nghĩa là gì? Là cái phần home loan của chính ba mẹ bạn đã được trả xuống rất là nhiều, hoặc là đã trả hết luôn rồi. Hoặc là căn nhà của ba mẹ của các bạn mua từ 10, 20 năm trước, bây giờ nó đã lên giá và nó có rất nhiều equity ở trong đó ha. Thì ba mẹ các bạn có thể giúp đỡ các bạn bằng cái cách là họ phải willingly để mà làm guarantor cho bạn. Thì bằng cái cách đó bạn cũng có thể tiết kiệm được cái tiền LMI ha. Nhưng mà cái này các bạn phải về hỏi ba mẹ coi ba mẹ có đồng ý, vui lòng và willing unconditionally để làm guarantor cho mình hay không ha. Ok, thì ngoài ra nó còn có những cái condition ở trên cái guarantor loans đó nữa. Thì nếu các bạn cần biết cái policy của mỗi cái nhà băng và để coi coi cái trường hợp của mình có được eligible hay không, ba mẹ mình có thể giúp đỡ mình hay không, thì hãy bắt điện thoại lên gọi cho Trish, thì mình sẽ ngồi xuống và work out cho bạn một cái scenario, một cái option ha. Còn sơ sơ thì Trish có thể nói là ví dụ như có nhà băng sẽ có cái điều kiện là guarantor phải một trong ba, hoặc là mẹ vẫn còn phải đi làm, hoặc là nếu như không đi làm thì nhà băng sẽ không thể sử dụng căn nhà chính, có nghĩa là cái primary residential house để mà lại xài cho guarantee cho cái loan của bạn được.
mà họ phải xài cái nhà investment house. Thì thí dụ như ba mẹ các bạn không có đi làm, ba mẹ các bạn đã trả hết cái nhà hiện tại họ đang ở rồi, và họ có thêm một cái nhà investment nữa, thì nếu như họ không đi làm thì nhà băng sẽ prefer là xài cái nhà investment chứ không phải là cái căn nhà mà ba mẹ bạn đang ở. Bởi vì để cho ba mẹ các bạn sử dụng căn nhà họ guarantee cho bạn thì nó còn có những cái sâu xa hơn, more complex hơn, là ví dụ như nếu như bạn không trả được số nợ trên mà đã được cầm bằng căn nhà của ba mẹ bạn thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thì những cái đó mình đi vào sâu hơn thì Trish sẽ giải thích cho các bạn one on one ha, từng bạn một. Ok, thì bây giờ sơ sơ thì thí dụ như con số dễ nhất mà mình hay nói đó là 600 ngàn purchase price ha, first home buyer in Victoria, thì cái giá mua để mà các bạn có thể lấy được stamp duty waiver là không có đóng thuế, stamp duty là nó ngưng ở 600 ngàn purchase price. Thì again, cái information này các bạn có thể lên State Revenue Office hoặc là website, government website, hoặc là confirm với lại your solicitor or conveyancer. Nhưng mà ok, bây giờ mình bắt đầu lại với lại cái giá 600 ngàn ha. 600 ngàn purchase price thì 20% deposit là 120 ngàn. Ok, 120 ngàn mà ví dụ như bạn đã có 5% deposit có nghĩa là 30 ngàn. Dễ 30 ngàn mà 120 ngàn bạn có 30 ngàn là bạn cần thêm 90 ngàn nữa. Thì cái 90 ngàn này nếu như income của bạn có thể service được cái 90 ngàn đó thì bạn có thể mượn vào trong cái security, cái nhà của guarantor, hoặc là nói đơn giản hơn là 90.000 đó có thể secure, có thể cầm, nhà băng có thể cầm cái nhà của ba mẹ bạn cho cái 90.000 đó ha. Có nghĩa là cái phần 80% của 600.000, 480.000 vẫn phải được cầm bằng cái nhà của bạn, cái nhà bạn vừa mới mua, nhưng cái phần còn lại mà bạn thiếu là cái 90.000 đó sẽ được cầm bằng cái nhà của ba mẹ bạn ha. Thì Trish cố gắng giải thích một cái cách đơn giản nhất rồi mà Trish có thể nghĩ ra được. Còn in detail họ sẽ tính cái income của bạn như thế nào, rồi ba mẹ bạn hoặc là guarantor happy để cho bạn mượn 5% hay 10% hay là 20% cộng với stamp duty nếu như bạn phải trả stamp duty trong cái nhà của guarantor, trong cái nhà của ba mẹ bạn. Thì đó còn là rất là nhiều thứ mà mình phải coi trong cái application. Nên nếu như đó là một cái option mà bạn nghĩ nghĩ đến, hoặc là ba mẹ bạn cũng có nghĩ đến, ba mẹ bạn cũng có muốn giúp đỡ bạn mua căn nhà đầu tiên, hoặc là người một người guarantor mà bạn có thể nghĩ tới, thì hãy nhanh nhanh lên gọi cho Trish, và mình sẽ ngồi xuống work out một cái option cho các bạn ha. Thì hy vọng ngày hôm nay Trish đã trả lời được sơ sơ căn bản kiến thức của một cái gọi là guarantor loan option cho các bạn ha. Thì nói chuyện với Trish trên mobile phone 0479 109 317 0479 109 317. Cảm ơn các bạn nha. Bye. Happy New Year.